Nếu như các bạn đang sử dụng rất là nhiều những thiết bị có các cái chuẩn sạc khác nhau ha, và thường xuyên di chuyển, bạn nên cần một cái cáp sạc đa năng. Và cái cáp này thì ở trên Shopee Mall luôn ha, đang bán với mức giá rất là rẻ, và mình đã mua thử về để sạc thử xem nó như thế nào. Đây là cái cáp giá rất là rẻ mà mình mua trên Shopee Mall ha, và nó được chuyển từ nước ngoài về với cái mức giá chỉ có 16.000 thôi. Và cái phí vận chuyển thì các bạn nên áp dụng những cái mã giảm giá để chúng ta giảm cái phí vận chuyển càng thấp nhất càng tốt nha các bạn. Link sản phẩm mình sẽ để phía bên dưới để các bạn tham khảo nha. Ui ra ha, cái bao bì màu vàng cũng rất là nổi bật. Thường là chúng ta sẽ có một cái củ sạc ở nhà để sạc tất cả những thiết bị, nhưng mà các bạn khi mà cần đem ra ngoài, ví dụ như các bạn mà chạy xe ôm công nghệ hay gì đó, thì chúng ta đây, cái cáp của chúng ta đây ha, thì chúng ta nên có một cái cáp này để sử dụng chung với cục sạc dự phòng. Và theo thông số thì cái chiều dài của nó là 1m2. Đầu tai A để chúng ta cắm vào cục sạc dự phòng. Ví dụ như các bạn có cục sạc dự phòng thì các bạn sẽ cắm vào cái đầu tai A này ha. Đó. Sẽ có 3 đầu, 3 trong 1 ha. Một cái đầu là tai C, một cái đầu là micro USB và một cái đầu là Lightning để sạc cho iPhone. Và cái mức giá rẻ như vậy chúng ta cũng được cái cáp cái chất liệu là bền dù ha. Thì với cái chất liệu này chúng ta sẽ có cái độ bền cao hơn so với cái chất liệu bình thường. Đầu tiên mình sẽ thử với cổng Lightning cho iPhone nha. Ok, theo sẽ là cổng Type-C. Type-C dành cho Android. Hiện tại là cái cổng Type-C là chúng ta sử dụng nhiều nhất nha các bạn. Đây, đang sạc nhưng mà nó không có hiển thị sạc nhanh ha. Nó chỉ hiện đang sạc thôi. Tiếp theo là cổng micro USB nè, vẫn đang sạc nè các bạn. Ok ha. Có cái đầu tai A này khi mà cắm vào cái củ sạc dự phòng thì mình thấy nó hơi lỏng ha. Nó hơi lỏng. Và mình thử sạc cùng lúc cho ba thiết bị thì được luôn nha các bạn. Có thể là nó sẽ lâu đầy hơn khi mà các bạn sạc một thiết bị. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn sạc một lúc cho ba thiết bị luôn thì vẫn được. Các bạn nghĩ sao về cái cáp 3-in-1 giá rẻ nhất trên Shopee thì các bạn hãy bình luận phía bên dưới video ha. Trên đây là những chủ đề khác các bạn thấy quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.